Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Đặc biệt, số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,91%, mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây. Mặc dù đã có chuyển biến, nhưng số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao với trên 86.000 trường hợp vi phạm bị phát hiện. Với nghị định 100, cái mức phạt nó tăng hẳn lên. Cho nên là cái tiền phạt là tăng lên khoảng 300 tỷ so với 6 tháng đầu năm trước. Thì đây rõ ràng là nó rất là logic với nhau trong cái việc là chúng ta ban hành quy định mới, thực hiện nghiêm cái quy định mới, nó tạo ra một cái sự chuyển biến về nhận thức. Phạt mạnh như thế, tập trung như thế nhưng mà số lượng trường hợp vi phạm, tổng trường hợp vi phạm giảm, đúng không nhỉ? Nói chung là giảm. Nó tạo một cái sức lan tỏa. Thế còn cái đối tượng mà chúng ta tập trung thì chúng ta nó nổi lên. Chúng ta thấy rằng như vậy thì đấy, chúng ta làm tốt hơn. Vì thế cho nên tai nạn giao thông nó mới giảm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, mặc dù tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, song vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy còn nhiều. Công tác kiểm soát tải trọng xe và đặc biệt tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe container vẫn xảy ra nhiều. Ý thức của một số người điều khiển phương tiện chưa cao nên khi lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, còn những lời nói hành động chống đối, bất hợp tác, không chấp hành ngay việc kiểm tra nồng độ, khóa cửa xe bỏ đi, có trường hợp chống đối. Việc này theo quy định nghị định 100, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý các trường hợp không chấp hành như xử lý đối với người vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Thực hiện nghị định 100 của Chính phủ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý trên 1,8 triệu trường hợp, tước gần 160.000 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 305.000 phương tiện, tiền phạt tăng so với cùng kỳ gần 350 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các bộ ngành, chính quyền địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Phấn đấu năm 2020 kéo giảm tai nạn giao thông 10% cả 3 tiêu chí so với năm 2019.